Sau đó chúng ta để ý này, ở trong cái Laravel ấy, nó có một cái trò rất là hay. Có nghe không? Thằng kia lên đây ngồi. Nghe này. Mấy thằng dưới dồn hết lên trên cho tôi. Nhanh, ba thằng chia ra, một thằng ngồi đây, một thằng ngồi trên kia, một thằng lên bàn hai. Cứ thích chui giúp. Lần nào cũng để nhắc. Lớn chứ không phải bé đâu, có ý thức tí đi. Cực kỳ bực mình. Trong Laravel nó có cái câu lệnh như này để giúp chúng ta sinh ra phần authenticate luôn mà không cần phải code này. Như này. Cái này là cách dễ nhất. Nhưng mà tôi sẽ không hướng dẫn chúng ta theo cách này. Bởi vì làm theo cách này thì sướng thật. Nhưng mà chúng ta không kiểm soát được nó và sau này chúng ta sẽ khổ thôi. Được chưa? Tôi không thích chơi với mấy cái thằng generate nhiều quá. Mà chúng ta sẽ kéo xuống đến cái phần là manual authentication user. Như này, kéo xuống đây. Đó. Thì khi mà chúng ta muốn tạo ra đăng nhập bằng tay á, thì chúng ta không phải là đục phát nhảy ra luôn được, mà chúng ta phải gọi đi. Thứ nhất là phải import cái namespace này vào. Cái thư viện là Illuminate, có nhìn thấy gì không nhỉ? Cái thư viện Illuminate Support Packet Auth này này, nó là cái thư viện chứa cái lớp auth này. Cái lớp này giúp chúng ta thực hiện authenticate, tức là thực hiện đăng nhập cũng như là quản lý về session đăng nhập. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái hàm này auth attempt. Được chưa? Cái attempt này thì chúng ta có cái tham số đầu tiên là một cái mảng. Các bạn nhìn nó cái mảng đúng không? Nhìn gì không? Nhìn được. Máy chiếu rất mờ. Có nhìn không? Cho to lên rồi đấy. Đây như này chắc nhìn thấy. Được chưa? Cái hàm có nhìn không? Cái hàm này thì cái tham số đầu tiên, các bạn bỏ nó như này ra, các bạn sẽ nhìn thấy cái tham số đầu tiên. Cái tham số đầu tiên của nó là một cái mảng. Các bạn thấy không? Từ đây là cái mảng. Thì cái mảng này, cái này này là tên cột trong cơ sở dữ liệu. Cái bảng là cái bảng user của bạn. Mở cái bảng user xem có cái cột nào cột email không. Cột thứ hai là cột password. Được chưa? Để giúp chúng ta đăng nhập vào, nó sẽ đối chiếu đi. Cái này này, cái password và cái email này là cái dữ liệu gửi lên từ form đăng nhập của chúng ta. Thì bên, nếu mà cái hàm stem này nó trả ra chung một form, nó tự động so sánh những cái thông số chúng ta gửi lên với các cái cột tương ứng ở trong cơ sở dữ liệu. Nếu mà đúng thì nó sẽ tiến hành là trả về chung cũng như là tạo session luôn. Còn nếu mà sai thì nó sẽ trả ra form thì nó không chạy vào trong này nữa. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần đăng nhập này. Chúng ta chưa hết là mở cái project của mình ra đã. Desktop này. 11 đúng không? Đây. Lesson 6 đây. Rồi. Chúng ta đầu tiên là để có cái giao diện thì chúng ta cứ phải có cái gì đã? Có cái route đã đúng không? Chúng ta tiến hành như sau. Route 2.2.get login. Trỏ ra một cái file. Đó là cái file ở trong cái app này, HTTP này, controller này, nó đã có sẵn cái phần auth này rồi, có cái login controller này. Nhá, nó có sẵn cái controller này rồi. Cho nên chúng ta sẽ tiến hành là trỏ vào đây là string này, auth sược login controller, hàm là hàm login. Đặt cho nó một cái tên, name. Đây là login. Cái name này là bắt buộc nhá. Các cái name khác là các bạn thích chế thì làm chế, nhưng cái name login này là bắt buộc. Bởi vì chúng ta sau này khi mà có cái middleware vứt vào ấy, thì nếu mà các bạn không login, chưa login thì nó sẽ tự động đẩy ra cái route tên là login. Cho nên cái route name login này là bắt buộc. Có mỗi cái này thôi. Login, logout, quên còn logout nữa. Được chưa? Sau đó chúng ta mở cái file login controller này ra, nằm trong HTTP auth login controller này. Chúng ta mở nó ra, tạo ra một cái hàm mới public
function login. Login return ra cái view. Return ra cái view là auth.login. Như này. Auth.login. Như này thì là tạo ra thư mục à, tạo ra cái file login ở đâu? Trong thư mục gì? Đây là file login.php đúng không? Thì này phải tạo trong cái thư mục là resource này, view này, auth này, xong rồi đến login.php à .blade.php. Đây chúng ta tạo nó ra. Resource view tạo file, à, tạo thư mục auth. Xong rồi đến file là login.php. login.blade.php. Đấy. Cô HTML trong này. Thì trong này chúng ta sẽ có cái form login đúng không? Form action bằng route của cái login luôn. Method là post. Không có tra xét, tra xét gì cả. Ở trong này thì chưa biết làm gì, chúng ta cũng phải có CSRF đã. CSRF view. Có này đã được tính tiếp. Để nó sinh ra cái token. Được chưa? Xong chưa? Mày xong chưa? Xong rồi, đẩy lên chưa? Đẩy lên đi chứ còn chờ gì nữa. Ba dòng cũng phải sửa, cũng phải đẩy. Được chưa? Tiếp theo là đăng nhập thì chúng ta hay có cái field gì? Email đúng không? Đây là input type bằng text, name bằng email luôn. Sau đó br. Chúng ta có password là input type bằng password, name bằng password luôn. Br. Và chúng ta hay có cái một cái input type bằng checkbox, có name bằng remember me đúng không? Remember. Ở đây có chữ là value bằng 1 đi. Đây à đây đúng không? Value bằng 1 để remember me. Và chúng ta sẽ có thêm một cái nút button nữa, type bằng submit. Đây là login. Đấy là cái form login của chúng ta. Các bạn có thể làm đẹp nó như nào thì tùy các bạn. Được chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta test bằng cách là đâu lesson 6 đây đúng không? Tôi sẽ chạy cái item ở đây. PP artisan serve. Chúng ta sẽ vào bằng localhost 8000 sược login.
Được chưa? Nó ra cái giao diện trông như này. Xong chưa? Bây giờ chúng ta tiến hành là chúng ta kiểm tra xem DB của chúng ta nó có những cái gì, có user gì rồi đã. Vào database seed user table seed. Chúng ta có thằng admin này, là admin@gmail.com, path là secret. Thằng giáp nv a@gmail.com, path là 123456. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập, nhưng mà trước đấy đăng nhập thì phải có cái chỗ để xử lý. Thì chúng ta sẽ viết thêm một cái round nữa ở đây, duplicate thằng này lên. Round là round post login, có cái hàm là post login. Post login, bỏ cái name của nó đi, bởi nó thằng này không cần name nữa. Hai thằng trên dưới này nó có đường dẫn giống nhau nên không cần phải name. Get login và post login. Truyền dữ liệu vào trong hàm post login. Được chưa? Xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là copy cái file, copy cái đoạn post login này, vứt vào trong login controller. Public function post login nhận cái request biến là RQ. Không nhá. Cháu có gì dịch lên? Làm gì có cái gì mà dịch lên? Được chưa? Không nhá. Tiếp tục thì chúng ta đến bây giờ chúng ta phải đọc sách này, mở sách ra ta có. Đầu tiên là phải illuminate cái này đã đúng không? Đấy tôi nói rồi. Copy cái đoạn trên này vào. Illuminate support packet auth. Được chưa? Có cũng được mà viết lại cũng được, nó cũng nhanh ấy mà. Illuminate support packet auth. Đây là cái hàm để cái lớp để giúp chúng ta đăng nhập cũng như là đăng xuất. Xong chưa? Được chưa? Không. Cái đấy là việc của giao diện. Các bạn thích extend thì extend. Còn tôi không viết. Sau này các bạn cứ tự mình phải đi trang trí mấy cái bao giao diện đấy. Còn tôi làm thuần thôi, cho nó nhanh. Chứ viết nhiều nó dối lắm. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành EU thêm cái Illuminate HTTP request như này để nhận. Đây là cái lớp để giúp nó nhận dữ liệu từ form gửi lên. Thì use thêm cái này. Không nhá. Đó. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành login như sau.
là đi copy thôi. If odd, đây chúng ta if odd attempt cái cột email bằng với cái rq trỏ đến email. Đây là cái đoạn này là cái đoạn lấy cái cột email, cái field email từ dưới form gửi lên. Tiếp theo là password, thì đây bằng rq trỏ đến password. Nếu mà đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ return ra đây, ví dụ tôi sẽ echo này, tôi sẽ return odd 2.2. user đóng trỏ đến name, biết là thằng nào đăng nhập luôn. Return odd user cho đến name. Xong chưa? Xong chưa? Rồi. Còn nếu không, nếu mà đăng nhập không thành công thì cái hàm odd attempt nó trả ra phone đúng không? Thì chúng ta tiến hành như sau này. Return redirect về cái route là login với một cái flat session with rmsg là site tên đăng nhập hoặc là mật khẩu. Ví dụ thế. Chúng ta viết tiếng Việt ở đấy cũng được, không ai cấm cả. Cái này gọi là cách định nghĩa ra flat session nhá. Flat session hôm trước tôi nói rồi. Đó là cái session tồn tại trên một request. Sang request thứ hai là tèo. Được chưa? Không nhỉ? Rồi thử cái nhá. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tiến hành vào trong cái trang login này. Tôi nhập một cái mật khẩu, một cái tài khoản mật khẩu bừa lên đây. Nó sẽ đẩy về đây đúng không? Đây này. Bởi vì nó redirect ngược lại về trang login mà, cho nên sẽ báo về đây. Còn nếu tôi nhập đúng này, ví dụ admin@gmail.com, pass là gì nhỉ? Đâu, pass là cái gì chứ? Secret hay cái gì? Đây, secret. Secret. Thấy chưa? Đúng không? Tôi back lại. Login. Các bạn thấy này. À, nhìn này. Nhìn gì không? Tôi login thành công và tôi cố tình login vào thì nó báo ra cái sự hồn này. Luôn luôn về cái sự hồn này. Có muốn thế không? Không. Chúng ta muốn là handle được, quản lý được tất cả những thứ mà cái gì chúng ta đang làm. Cái việc này ấy, cái việc nếu chúng ta đã login xong rồi nhá, mà chúng ta muốn login lại vào một tài khoản khác, thì hiện tại thằng Laravel đang khóa chúng ta lại ở trong này. Nếu đã login rồi mà chưa logout ra, khi chúng ta vào login thì nó cố tình nó đẩy vào trang home của chúng ta luôn. Được chưa? Cái việc này cực kỳ buồn cười, tôi chẳng hiểu vì sao nó lại làm cái trò này, nhưng mà chúng ta sẽ sửa ở đây. Chúng ta vào login controller, chúng ta có cái redirect này, comment nó vào protected redirect to, comment nó vào. Đây là một cái vào home, vào login controller kìa. Xong rồi ngay ngay dưới đây nó có cái đoạn đây này,
một cái comment vào. Xong chưa? Cái thứ hai chúng ta cần phải comment đó là vào app này, app này, HTTP này, middleware này. Nó sẽ có cái file là redirect if authenticated. Đây. HTTP middleware redirect if authenticated. Mở nó ra. Trong này nó có một cái hàm là if auth get check return redirect home đúng không? Cho comment luôn cái đoạn này vào. Đó làm gì? Comment luôn đoạn này vào. Xóa cũng được. Nhưng mà nên comment vào thôi. Được chưa? Không nhá. Rồi bây giờ vào lại login. Xong nhá. Vào bình thường. Bây giờ tôi đăng nhập bằng tài khoản của Giáp này. Giáp nv@gmail.com đúng không? Path này là 123456. Thế ra Nguyễn Văn Giáp chưa? Được chưa? Xem có được không? Tôi đẩy code lên GitHub nha. Ai không theo kịp thì lên đấy mà lấy. Cái gì? Cái gì mới được chứ? Cái gì máy SQL? Làm gì? Mình làm gì ở trên đấy? Cái cần cái mail gửi mail gửi mail thì cần gì phải cái MySQL vậy, viết đoạn code PHP test thử là biết cần gì phải cái mail vậy à, cần gì phải cái MySQL vậy hả? Thế mà mày cũng mua, mày dùng làm gì vậy? Xong chưa, test được chưa? Ông hay không thèm không trả lời mình luôn. Quay ngược nhau thế là cùng. Làm sao? CSGFU. Được rồi, đóng không? Có một vòng tròn. View, thay view. Form đâu? Form một cái view nào? Mà còn không chẳng mở cái form ra được. Đây là create post, mày copy luôn cái dòng này đi. Đấy, ngồi copy đi. Copy cả dòng. Rồi, copy đi. Đấy, xong rồi vào hot. Đây này. Trên này. Mở hot ra trên đây, có nhìn thấy không? Mày học giúp tiếng Anh kinh khủng luôn.
bên xuống. Đấy, chạy lại đi sang phần dưới rồi. Đã chưa? Giờ một giống hoặc kia kìa. Ai mà thừa đấy? Sao mình vẽ làm phát luôn em? Lên GitHub mà xem cái form của tôi nó như thế nào mà lấy về. Chết một thùi rốt cái khủng. Sao nữa? Xong chưa? Cái gì? Làm gì đấy? Chạy ra à? Tên tài khoản nào? Dùng Citadio. Cứ ngồi chờ chờ đến bao giờ? Viết chữ thường kìa. Chữ thầy bố viết thường à? Cái này học lại không bao giờ quen. Người mau hóa người đi năm làm sao có hiểu được cái lo vèo đâu mau hóa được của người đi năm. Lên rồi lên GitHub mà lấy. Lên đi học mà lấy cốt từ cái xích đầu về. Ô. Đấy. Cái người giỏi ấy. Cái gì? Không mình sai. Không mình cái này để vào cái gì? À phải không mình cái đấy. Còn mình. Đây mà. Cả hai cái bạn này, cả cái ít đấy. Ít cơ mà. Cái nào ít? Ông ấy mới hỏi là gì ạ? Vì cái giác của tôi ấy. Vào đấy, ta bay. Ôi giời ơi. Vào cái ông, cái đi. Use. Cái gì của UX này, vào login controller xem nào. Copy cái kéo trên đầu ấy. Use. Đây là Illuminate. Sửa HTTP chữ H thế nào? Đấy, tôi có sửa đọc Request chữ đầu viết hoa. Request chữ đầu viết hoa. Cuối dòng chấm phải sẽ phụ trả đi. Mày có sai thì làm sao nó đúng được. Cố tình mà bỏ nữa vào ship đờ mà xem chứ. Ship đờ đâu? Ôi giời, user tên của Twitter các bạn. Đấy, copy email trên vào. Đúng rồi, có con code được đấy. Secret. Có cái chữ secret kìa. Ra chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sống ở trên nó đều đặt à, sống bên B cái gì ở đây cái này, không bỏ hàng này thôi, có siêu đây ai, làm xử lý cho cái này là có siêu của em.
Xong chưa? Các thánh xong chưa? Đây nha, lưu ý này. Cái đoạn này này. Cái đoạn này nó rất là quan trọng. Quan trọng ở cái chỗ là khi mà chúng ta đã login rồi, lưu ý này, khi chúng ta đã login thành công rồi nhá, thì để truy cập, để lấy ra được thông tin của cái người dùng đang đăng nhập ấy, thì chúng ta dùng luôn nha, auth2.user. Nó sẽ trả cho chúng ta toàn bộ thông tin của cái thằng user đấy. Được chưa? Đây tôi đăng cho các bạn xem. Ở chỗ nào cũng lấy được, ngoài view cũng lấy được. Coi nhá. Có reload này. Các bạn thấy không? Nó là ra nguyên một cái đối tượng user luôn. Ở trong này các bạn nhìn thấy attribute này. Đấy.
đúng nhá, lấy ra hết tất cả thông tin của user, các bạn thích lấy thông tin gì thì lấy, trỏ đấy là sao, được chưa? Đó là về thằng user. Sau đó chúng ta thường thường khi mà login xong thì chúng ta sẽ đẩy về một cái đường dẫn khác tên là homepage à? Có round nó tên homepage không? Đây có. Đây homepage này. Tôi đẩy về homepage. Chúng ta thử cái nhá. Ôi giời ơi. Sao lại về login nhỉ? À đây, cái này là round. Đúng không? Không chạy. Secret. Rồi. Về đây đúng không? Ở đây tôi muốn hiển thị ra cái tên đăng nhập á. Cái tên cái thằng người đăng nhập vào ấy. Thì tôi ở đây đúng không nhỉ? Hay là ở đây? Đây rồi, ở đây cái này. Thì tôi viết lên trên này nhá. Ở đây là các bạn này, hôm trước chúng ta có cái ở cái view chúng ta có cái a cộng od, chúng ta od như này, a cộng od, chúng ta bỏ cái đoạn này đi, nó không cần đâu. Đây là nếu mà người dùng có đăng nhập rồi thì tôi sẽ hiển thị ở đây là h2, một cái h2 là hello phẩy meter chấm đây echo đúng không, cái này là echo này, od 2.2. user đóng ở ngoặc name thử cái. Thấy chưa? Đúng không? Còn nếu mà tôi không đăng nhập hoặc là tôi đăng nhập bằng tài khoản khác, ví dụ như này. Login, tôi đăng nhập bằng tài khoản khác đi. Ở đây là zapnv@gmail.com, pass là 123456. Các bạn thấy không? Ai đăng nhập thì các bạn sẽ biết được luôn là người đấy là a. Xong chưa? Đó, còn trong trường hợp tôi back lại một tí nữa là trong trường hợp chúng ta login mà fail ấy, tức là ví dụ như kiểu thiện th32 này a@gmail này nó không có trong DB đúng không? Nhưng vẫn cố tình đăng nhập vào. Thì chúng ta sẽ phải báo ra cho người dùng một cái lỗi nào đấy là sai mật khẩu hay tài khoản giống như lúc nãy đúng không? Thằng nên nhìn cái gì tập trung vào đây kệ nó. Đóng cửa vào. Cho mày cách ly với xã hội luôn. Được chưa? Nhưng mà báo thì báo ở đâu? Chúng ta sẽ báo lại ở ngay trong cái màn hình đăng nhập ấy. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái login blade này. Đây nhá, các bạn xem này. Tôi sẽ báo luôn ở dưới cái đoạn, ở trên cái đoạn email nhá. Tôi để một thẻ P này, à quên nhầm. Tôi sẽ có là A cộng if này, session, đóng mở ngoặc, error, msg, error message đúng không? Mà khác với rỗng, khác với string rỗng, thì tôi sẽ có một thẻ P. Trong này có style là bằng color là màu đỏ đi. Ở trong này tôi echo ra cái session error msg. Được chưa? Thử cái nhá. Đúng chưa? Nhưng mà nếu mà các bạn truy cập lại nó chẳng có gì vấn đề gì xảy ra. Thấy không? Nó chỉ tồn tại duy nhất một trên một request thôi. Còn nếu đăng nhập thành công thì vào như lúc nãy. Ở đây cái lỗi này nó sinh ra được á là do cái login controller đây của chúng ta này redirect về lại một cái route khác nhưng mà truyền thêm một cái flag session tên là errorsg với nội dung là sai tên đăng nhập mật khẩu, sau đó ra ngoài kia tự động lấy ra được chưa? Đấy, nó là cái cách chúng ta sẽ hiển thị ra cái lỗi cho người dùng khi mà đăng nhập fail. Xong chưa? Làm đi, tí nó sắp đến thì chúng ta sẽ làm phần logout. Nhét thêm phần này vào cho tôi. Sao chán chưa? Chán đứng chưa? Rồi á. Từ sau mày còn chửi bậy nữa sao? Hả? Học lại á? Thật không? Thật không? Thật nhá. Rồi vào đi. Sợ thật. Đã chửi lại còn chửi to. Chứ sao chửi vậy thì chửi bé bé thôi.
Xong chưa? Áp code lên GitHub nha. Lấy cái gì thì lên đấy mà lấy. Có ai bị lỗi gì thì ơi. Trừ những lỗi khó fix quá giống thằng kia thì thôi chịu. Còn các lỗi khác thì lỗi code thì tôi fix được hết. Xong chưa? Cái gì? Mày ngồi mày ngó gì cái thằng đấy? Chờ cái gì? Mạng đau cái gì? Lên GitHub thì lên đây này, mày tải cái gì mà tải mày bệnh à?
Tức là nó chưa load được cái màn hình ra hả? Hả? Không login hả? Login thì có. Còn không login thì không. Xong chưa? Tiếp tục này. Nào, quay lên đây, tiếp tục này. Bây giờ sẽ làm logout. Chúng ta sẽ lại vào web này làm một cái route nữa. Route này là any, tức là loại request nào cũng được. Đây là logout auth. Còn login controller logout. Tôi để cho name của nó là logout. Name là logout. Xong chưa? Rồi, bây giờ vào trong cái login controller này tạo ra cái hàm logout. Cái này thì dễ hơn rất là nhiều. Public function logout. Chúng ta chỉ đơn giản là auth 2.2. logout. Như này là xong. Và return redirect về trang chủ round. Ờ, mới thích viết đâu viết. Ai cấm đâu. Viết luôn ở trong ấy cũng được. Viết luôn ở trong file route cũng được. Nhưng mà phải use thêm cái illuminate support, cái gì, facade auth thì mới dùng được cái auth này.
Xong chưa? Cái thằng kia xong chưa? Đấy, giờ thì log out rồi. Ví dụ như ở đây tôi viết thêm ở trong ngoài welcome này này. Nếu mà có log in, log có auth ấy thì tôi sẽ có thêm một thẻ ahref bằng round log out. Và đường dẫn là log out vào đây. Đây test phát. 8000 này. Hello Mr. Nguyễn Văn Giáp này. Log out. Bây giờ bay mất rồi đúng không? Không còn Nguyễn Văn Giáp nữa đúng không? Giờ tôi log in vào. Log in. Đây, ví dụ như admin a@gmail.com secret. Đây. Được chưa? Log out ra. Đấy là test thành công. Nhanh lên. Cái này làm rất dễ thôi. Bây giờ sẽ nảy sinh ra tình huống tiếp theo. Đó là trong trường hợp chúng ta vừa muốn login bằng email, vừa muốn login bằng name cũng được không? Ví dụ cái name kia của chúng ta là cái username đi. Tôi ví dụ như vậy. Tức ở đây ý của tôi là giống như Facebook ạ. Các bạn vừa hoàn toàn có thể login bằng số điện thoại, vừa login bằng email của các bạn đều được đúng không? Thậm chí là login bằng tài khoản của các bạn cũng được đúng không? Đúng chưa? Thế giờ làm nào? Chúng ta rất dễ thôi. Đây các bạn xem này. Cái auth này đúng không? Các bạn copy cả cái auth này. Copy hết. Cả cái hàm auth đấy. Được chưa? Copy cả cái hàm này. Cho nhỏ đi tí. Được chưa? Copy này. Sau đó xuống dòng này. Hoặc auth 2 chấm name bằng email, RQ email, password bằng cái password truyền lên. Hiểu vấn đề không? Nó sẽ tự động kiểm tra xem nếu mà login bằng email không thành công thì nó kiểm tra tiếp là xem là cái cột name có được không? Được chưa? Nếu mà được thì cho vào, còn không được thì thôi. Vứt đi. Nếu mà muốn login bằng số điện thoại nữa thì lại hoặc số điện thoại vào đấy nữa là xong. Chẳng biết được. Cái đấy phải xem. Nhưng mà thường thường người ta để username chứ với lại username đấy thì chẳng bao giờ để người ta để dấu cả. Được chưa? Ví dụ, tôi ví dụ luôn nhá. Ở đây chúng ta đang log out ra rồi đúng không? Tôi log in bằng cái email. Bằng cái name. Log in. Đây tôi log in bằng giáp NV đúng không? Đâu nhỉ? Đây. Đây Nguyễn Văn Giáp, tôi thử login bằng thằng này phát xem được không? Được cách luôn. 1 2 3 4 5 6. Login. Được luôn. Thấy chưa? Nhưng mà nếu mà các bạn login bằng cái dấu cách ấy nó có nhiều chuyện rất là buồn cười. Đó là nếu mà các bạn có thừa dấu cách ra thì nó sẽ không vào đâu. Được chưa? Bởi so sánh bằng mà. Được chưa nhỉ? Lưu ý. Alo. Đức Tiến hả? Mày đang ở đâu đấy? Đang đi làm ở công ty gì? Mai có lên trường không? Ca mấy? Lên trường gọi tôi gặp tôi nhá. Nha. Được chưa? Thích login bằng cái gì thì thêm một cái nữa là xong. Được chưa? Và chúng ta có ở trong Laravel nó hỗ trợ cho chúng ta ngay cả cái việc login bằng cookie. Cookie á, cái hồi PHP 2 tôi đã dạy chúng ta cái phần đấy rồi. Được chưa? Nó hỗ trợ chúng ta luôn. Bằng cái nút Remember Me đi này. Log out ra. Vào login này. Nút Remember Me đi nhá. Chúng ta để ý này. Hiện tại cookie của chúng ta nó đang không có cái gì liên quan đến login, log out đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta nếu tích vào trong cái này. Tắt trình duyệt đi, mai vào lại. Nó vẫn cứ có login. Thế vậy vì sao? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở trong này, ở trong cái đoạn file login á. Cái hàm này ví dụ tôi bỏ bớt cái này đi cho nhìn nó đỡ vướng nhá. Vướng quá. Đây, chúng ta sẽ thêm một cái tham số thứ hai của hàm attempt.
đó là RQ trỏ đến remember. Cái remember nó chính là cái này này, nó chính là cái input time checkbox có value 1 này, được chưa? Nếu mà các bạn tick vào nó thì nó sẽ được gửi cái remember này lên trên kia, thì nó sẽ tự động tạo cookie. Tôi thử phát. Đó, sai. Đây là admin@gmail.com secret. Ồ, login vào nhưng mà không có cái này này. Bậy. Bậy quá. Hả? Chưa thích à? Login. Đây là tích nha, tích trước nha. admin@gmail.com secret. Đấy. Chưa thấy không? Nó sinh ra một cái token này, một cái cookie này để giúp cho chúng ta lần sau chúng ta vào đăng nhập vào web, nó tự động đăng nhập luôn. Nó nhớ ở cookie của máy. Được chưa? Đấy, còn log out thì nó sẽ tự động xóa đi. Thấy không? Đấy là nếu mà chúng ta muốn remember, dễ lắm, chỉ có tí thôi. Xong phim. Đây. Thêm cái tham số thứ hai ở trong hàm phần tem. DP2 thì làm cái phần này khổ sở, các thứ nào là setup cả cookie rồi lưu trữ cả cái này ở trong cái cơ sở dữ liệu. Rồi bây giờ chúng ta chỉ có mỗi phát này xong, quá đơn giản luôn. Xong chưa? Sẽ đến phần cuối cùng của cái nội dung ngày hôm nay. Vẫn còn chưa hết được đâu. Chẳng qua do ông học chậm quá nó mới lâu vậy chứ còn cái phần này có tí. Đọc khoảng 5 phút là xong. Tiếp theo này. Chúng ta lưu ý ở trong hiện tại ở trong cái giao diện này chúng ta thích bấm vào xóa cái gì cũng được đúng không? Hoặc là thêm cái gì cũng được đúng không? Đây bấm xóa là xóa luôn này. Đoạn Chí Bình bay luôn này. Đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ bây giờ sẽ có một cái trò đó là nếu mà chưa đăng nhập thì không được xóa. Đúng không? Chưa đăng nhập thì không được phép xóa. Thì giờ mình làm nào? Cái này cực dễ, nó liên quan đến phần middleware. Là một cái chốt chặn trước khi thực hiện code ở trong cái ở trong controller. Trước khi vào controller là phải qua middleware đã. Ví dụ đây hàm xóa đây đúng không? Đâu nhỉ? Đây hàm remove đây đúng không? Round get remove đây đúng không? Cho trước khi đặt tên này, trỏ đến middleware đóng mở ngoặc on phát đây là xong, on phát thêm vào thử em được không? Không nhờ.
Rồi nhá, xếp xuống này. Đây, các bạn xem là tôi xóa này. Tôi xóa này. Thấy không? Nó bắt chúng ta phải đăng nhập. Đúng chưa? Nó bắt chúng ta phải đăng nhập chứ không nó không xóa được đâu. Đây. Hả? Cái chữ middle em mà không biết viết à? Khổ lắm. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta login vào. Sược login admin@gmail.com secret. Rồi xóa. Trường Tam Phong bay. Đúng nhá? Đúng logic không? Rồi. Bây giờ nếu mà muốn tôi áp dụng, muốn tiếp tục áp dụng cái những cái thứ như này cho nhiều cái khác, tôi phải viết vào đây đúng không? Từng cái một đúng không? Không viết thế. Chúng ta sẽ viết như sau. Route.group này. Route.group này chúng ta sẽ có cái middleware bằng trỏ đến auth. Auth. Trong này là function. Cái route nào mà cần phải auth thì tôi vứt hết vào trong. Này xong. Này xong, hết phim. Đây. Tôi log out rồi này. Add new thì cũng phải login. Update thì cũng phải login. Xong chưa? Hết phim. Đấy, nhóm nó vào trong thành một cái nhóm để giúp chúng ta check nó phải thỏa mãn một cái điều kiện gì đấy chung. Được chưa? Còn cả cái đoạn này các bạn để ý này, đây này. Các bạn thấy tất cả những cái đường dẫn ở trong này nó cùng chung cái tiền tố là post đúng không? Post sượt đúng không? Đúng không? Bây giờ tôi không muốn viết cái đoạn này nó dài, nhắc đi nhắc lại mệt. Tôi viết luôn vào đây. Prefix là tiền tố. Post. Rồi tôi xóa nốt cái này đi. Đỡ dài. Đỡ phải nhắc đi nhắc lại mệt. Xếp xuống. Và mọi chuyện chạy như bình thường. Khi tôi login vào. Đây, tôi reload trang này. Các bạn nhìn đây này. Đường dẫn vẫn thế đúng không? Đường dẫn vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng bây giờ tôi login vào. Login admin@gmail.com secret chứ. Rồi, tôi update này. Vẫn diễn ra một cách bình thường. Xong chưa? Cái này nó ở trang cuối cùng ạ. Đây. Update hiện TH đẹp trai. Ví dụ thế. Đây. Xóa đi. Mọi thứ diễn ra bình thường nhưng mà code của chúng ta nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều khi mà chúng ta nhóm nó vào. Được chưa? Tôi gửi đến GitHub nha. Tối tôi sẽ up video. Ah.